Ngày 12 tháng 9, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh vào một bì chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 9. Ngoài ra, Bộ Công an có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin nơi sinh của công dân vào phần bì chú của hộ chiếu. Đồng thời, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc đưa một nơi sinh vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam. Trước đó, liên quan tới hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam cấp cho công dân từ ngày 1 tháng 7, một số nước châu Âu từ chối chấp nhận do hộ chiếu mẫu mới thiếu thông tin nơi sinh.